ngồi chơi say hạt dưa than tình duyên em ế, mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khế trên cây khô bao nhiêu trai cũng ế như em mấy năm nay. Gần 30 mùa xuân em mình ơi ngó cách với tận nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không. Có xe có nhà có đô la, Tết sang xuân về chưa ai hô. Giờ gì nè, giờ trước khi nhậu đó chú có ý kiến gì nha. Bữa nay đó là chú mời hai chị em qua đây, rồi chú có một cái chuyện quan trọng chú muốn nói với hai đứa. Rồi chuyện gì mà hồi hộp quá vậy chú? Rồi chắc nói với hai người này nè. Còn không nữa là gì biết không, trúng số. Không, nếu mà trúng số là ba tôi cũng vui lắm. Cái này mặt căng nha. Sao giờ chú có chuyện gì vậy chú? Giờ gì nè, hồi xưa đó các cụ có cái câu cha mẹ đặt đâu á thì con ngồi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ nó khác rồi. Dạ. Yeah. Con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Dạ. Yeah. Phải không? Ta nói ép dầu ép mỡ, trai nở ép duyên con. Không phải. Anh em mà thí dụ như anh đặt đâu thì em ngồi đó, còn chứ sao mà cha mẹ anh đâu phải cha mẹ. Để tôi nói cho nó hết. Ép dầu ép mỡ, ai nở ép duyên con. Bây giờ có ép duyên con đó mà nó không vui, nó không hạnh phúc á thì cha mẹ cũng không có yên lòng. Dạ đúng rồi. Dạ. Không, anh nói chuyện anh nhìn em, sao nhìn còn duyên hoài vậy, anh nhìn em nè. Thì thôi bây giờ bây giờ cũng không có giấu giếm gì nữa. Tôi cũng là cha của thằng Duyên. Không, cái đó khỏi nói biết mà. Khỏi giới thiệu đó. Tôi cũng thay mặt nó gia đình coi như tôi xin lỗi với chú. Ủa là sao ạ? Là sao ba? Ủa sao anh Duyên xin lỗi với em vậy? Bởi vì nó là cháu mà nó cướp người yêu của chú. Trời đất ơi, là cái gì? Ủa, là con đâu có liên quan gì tới chú đâu. Con không hiểu. Cướp là cướp gì? Không, con không hiểu. Chị thích lá máy bay lắm nè. Không. Thì nói chung là vậy nè. Bây giờ thằng Duyên đó với con Thấm, hai đứa nó yêu nhau lâu rồi. Hả? Cái gì? Trời đất ơi. Có hả? Trời đất ơi, yêu nhau rồi. Có hả? Mà tôi cũng không biết, bây giờ tôi mới biết. Là sao em? Chú Sáu, mình chưa có nhậu luôn á, chú đừng nói con chú say nha. Làm gì có cái chuyện mà con với Duyên quen nhau, Duyên nhỏ tuổi hơn con mẹ. Cái này là do trời định thôi. Tình chú nhưng mà Duyên là Duyên cháu. Trời định cái này, cái này là anh định với trời nào định ba, được vậy? Ba nghe con nói nè, ba có nhầm không? Con là con không có thích, không có cua, không có gạ, gẫm, không có quen chị Thấm gì hết á. Không có, sao ba mày nói gì kỳ vậy? Ai ba biết đâu. Bây giờ tụi bay có chắc không? Không có. Mày không yêu con Thấm, tại sao trong cái máy của mày toàn là hình con Thấm không là sao? Máy móc về đó, bỏ vậy đó. Cửa nẻo rồi không đóng lại. Hả? Trời đất ơi. Em giữ hình của chị hả? Sao? Khoan đã, xí cái đã. Ủa anh hai nói xong, anh hai có nhớ con anh làm nghề gì không? Thì nó làm nghề chụp hình. Ủa nó làm nghề chụp hình thì nó phải có hình của người ta trong cái máy của nó chứ. Ủa sao hình ta không có? Thì nó không thích anh. Mà hình con Thấm thì đó, nó thích Thấm phải không? Yêu nhau vậy đúng rồi. Ủa mà quen đã, từ rồi em chụp hình chị hồi nào? Em đâu chụp đâu. Chứ hình chị đâu ra trong máy tính em? Ông chụp lén tôi hả? Không chụp lén mà tại vì hình thấy mập quá, gỡ quên coi bóp lại. Đem hình qua kêu là bây giờ bóp cái mặt từ sao mà cho V-line, rồi bóp cái eo sửa hết luôn cho chị. Trời đất ơi, là ông chụp rồi đưa cho Duyên chỉnh. Trời ơi. Ủa
Vậy là hình ở trong máy con đó là... Con làm con gửi nè anh hai. Ba ơi, chú Tình là đưa hình cho con sửa xong rồi trả tiền cho con. Biết cái gì đâu. Ô là trời, vậy mà tao tưởng lầm không à. Chú ơi, làm hết hồn hết vía, con nói cái gì mà kỳ vậy. Tao bậy quá, tao phạt. Thôi, mình đừng uống, để cho chú tớ uống. Phạt. Uống 3 ly luôn á. 3 ly luôn mới đúng. 1 ly thôi, bậy 1 lần thì uống 1 ly, chừng bậy 3 lần thì uống 3 ly. Đáng lẽ ra thà chú Sáu nói thằng Duyên với lại con Xuân á thì mọi người còn đúng không? Nghĩ sao mà cặp với con vậy trời. Thôi, uống đi chứ nhiều. Tao bậy. Vũ hình thì tao bậy. Tôi tưởng ba tôi biết chuyện kia. Chưa biết, nói cho chú biết đi. Luôn à? Được không? Được. Chú yêu. Đây con kể cho chú nghe. Ba. Con thấy bây giờ nhà đất trống này, bây giờ chú xây cái đường băng đi. Bây giờ nhà là nhà có phi công rồi đó. Máy bay là lái em xuống này. Nhà chú ấm êm. Làm sao? Mày nói gì tao không hiểu gì chứ. Trời ơi, nó nói lâu quá, để con nói cho chú nghe luôn nè. Hay đâu, trời, để tôi nói. Thì ra nói đi. Giờ chú lạc hậu quá, có nghĩa là con của chú là thích con gái. Nhưng mà con gái mẹ hả? Có thêm baby. Làm sao? Thì chưa hiểu nè. Đó, thì cái ông này nè là ông thích. Để tôi nói luôn cho. Ba. Gì? Con là con có người yêu rồi. Mà người đã lớn con mấy tuổi. Với lại có đứa con rồi. Trời đất ơi. Ủa, bộ trên đời này hết người rồi sao? Con là con trai lớn lên, tự nhiên bây giờ đi yêu một cái người có chồng có con là sao Duyên? Mà ba, con với cái bạn đó là thương nhau thiệt lòng, chứ không phải là lừa gạt tình cảm gì nhau ba. Bộ hết người mày thương hay sao? Ở đây thiếu gì nè, mày muốn thương ai mày thương? Đừng chỉ đây chứ. Thôi, được rồi. Sáu, bình tĩnh đã chú. Hai. Chú Sáu yêu, chưa nhậu. Trời ơi. Ba, cái gì? Mày đó. Nghe báo tin có bồ một cái, có người yêu một cái. Nè, ông già mày không vui liền không? Ông đợi bao năm trời. Đợi mày báo được cái tin vậy là ông vui rồi. Về đâu ra lấy cái người đã có gia đình rồi. Ê, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta là không có được. Nghe chưa? Mày là thanh niên, mày kiếm người đàng hoàng, chưa có gia đình mày kết hôn. Đúng không? Đây nè. Con đang này. Thôi đi. Làm gì vậy? Bây giờ ngồi xuống nghe nhỏ nó nói đã. Ông lo cho mình đi. Dạ ngắt của đế cũng ế thì kìa cỡ đó mà nói mình nhỏ. Ngồi xuống. Thôi bình tĩnh đi chú. Cái người mà con thương á là người ta có con rồi. Nhưng mà tụi con là thương thiệt lòng chú ơi, chứ không phải là lừa gạt tình cảm với nhau hết á. Với lại người này là single mom mà. Single mom. Single mom là cái gì? Là mẹ đơn thân. Là mẹ đơn thân. Con có phá gia đình gì của ai đâu. Ủa là nói vậy là ly hôn hả? Sống mình hả? Đúng rồi. Ly dị rồi. Ủa như vậy cũng không được mày ơi. Nói chung á, tao nói thiệt cho mày á, tao thì sao không được. Nhưng mà mày phải suy nghĩ. Ba mày có một mình mày là con trai. Bây giờ tự nhiên mày lấy một người đã có con rồi. Tất nhiên thì có sao đâu. Có sao đâu. Bây giờ cưới về là có cháu sẵn rồi. Rồi mai mốt hai vợ chồng có gì đẻ thêm. Thì bây giờ con cũng biết là. Thì tối nay em lựa lời nói chuyện với ba đi. Mà tôi thấy chú Sáu cũng dễ tính. Trời ơi, cha mẹ nào mà không thương con. Ngọt ngọt chắc chú chịu á. Trời ơi, thôi đi. Giống như tôi nè, tôi thương anh, giờ tôi cũng phải chấp nhận thôi. Chú Sáu thương anh cỡ nào nữa. Anh dạng lên, không sao hết trơn á. Vì yêu mà đến đi. Anh yêu. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chưa ngủ nữa hả ba? Làm sao mà ngủ cho được con? Con xin lỗi ba. Con biết là ba đang giận con. Ba đang buồn con nhiều lắm. Mà ba ơi, con mong là ba hiểu cho con. Ba thương con thì ba thương cho trót nha ba. Chứ bây giờ cái chuyện duyên số con cũng không biết phải làm sao. Con biết là nhà mình từ trước tới giờ nó không có như vậy.
Rồi con biết là ba sợ hàng xóm người ta nói ra nói vào. Tại chị nghĩ này nọ trai mới lớn mà. Nhưng mà ba cho con xin đi ba. Con xin ba đó ba. Cả ngày nay ba cũng đã có suy nghĩ rồi. Trên đời này, làm cha làm mẹ ai cũng vậy, nuôi con lớn lên mong cho nó có vợ có chồng, trai chưa vợ cưới gái chưa chồng, thằng này nó có cái chuyện làm gì khỏi hàng xóm kẻ nói vô đường nói vào, nhưng mà sự thật thì ba cũng không sợ cái đó. Còn cái chuyện vợ con thì cũng do con quyết định. Ba cũng không ép con được. Nếu ba ép con thì sau này vợ chồng không hạnh phúc, ba thấy còn khổ hơn nữa. Thì thôi bây giờ con đã quyết định rồi thì tùy ý của con. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba luôn thương và hiểu cho con. Con sống tốt, con không để ba mất mặt đâu. Dạ ba. Bởi vì vợ con là cái người mới là ăn đời ở kiếp với con. Còn ba, ba đâu có sống lâu với con được. Ba già thì ba không phải chết đi chứ. Cái người kế cận con sau này chỉ có vợ con của con thôi. Tùy con quyết định. Con cảm ơn ba. Anh muốn rủ Thắm ra cái bờ sông này để hóng mát á, để ôm lại kỷ niệm xưa á. Anh rảnh quá à, nắng xuống mùa nổi luôn, tự nhiên ra đứng ngoài bờ sông giống như hai đứa khùng vậy á. Có gì đâu, nắng còn mình lãng mạn thường lãng mạn, có gì đâu. Em nhớ dòng sông này không? Nhớ chứ, hồi đó em nhớ là anh học lớp 4, lớp 5 gì á, xong rồi anh rủ em đi bơi sông này nè, rồi cái anh nhảy xuống rồi nước lớn quá cái nó tuột luôn cái quần. Xong rồi á hả, anh dị quá anh bắt mọi người đi về trước đi, rồi anh nằm dưới cái sông này tới tối luôn, chờ cho trời tối mới chịu về, anh nhớ không? Chuyện đó mắc cỡ thì chết, tự nhiên nhắc lại chi vậy? Hồi đó tự nhiên nhảy sao mà tụi cái quần hay vậy? Thì còn ốm quá, cái quần nó lỏng quá. Nhưng mà em nhớ có lần mà anh rủ em đi tắm sông không? Ừ. Xong cái anh với em tắm hoài không lên, xong cái má em không thấy em về. Bà đi kiếm em, bà về bà đánh đòn em quá chừng. Cái bữa sau anh qua rủ em tắm nữa, bà chửi anh quá trời luôn. Chưa đánh anh là mai rồi đó. Phải rồi đó, mẹ em không có ngăn cản anh với em á. Chắc giờ anh với em đẻ con đàn cháu đóng rồi quá. Anh làm như em là heo nái vậy á, đẻ lần mười mấy con đàn cháu đóng. Thì nó vui vậy mà, chứ mấy đứa bạn của mình đó, nó quen nhau rồi cưới nhau, vợ đẻ bảy tám đứa, nhà cửa sum vầy thấy vui không? Cái gì? Trời thiệt chứ cái ông gì? Tên gì tôi quên. À, Tony Nghiệp đó, đưa chị yêu của em đi rồi. Ông còn nói hả, tối nay nhất định sẽ có được chị yêu của em á chú Tình. Trời đất ơi. Cô tụi bay thấy nó đưa Thắm của tao đi đâu? Trời ơi, biết đâu bây giờ là hai người đó đang vậy nè chú. Rồi, biết rồi. Trời ơi, còn cứu được. Thôi, nó chưa đưa vô nhà nghỉ, đưa vô thấy bà đó rồi. Thắm ơi, mời Thắm. Mà Thắm nè, hồi đó thì mẹ em ngăn cản, giờ thì mẹ mấy em không còn nữa. Thì anh nghĩ chắc em tự chủ được á. Anh tính hỏi cưới em. Tại vì anh cũng thương em á. Chỉ yêu của mình em mà. Anh biết ý em. Thắm. Hả? Nghe anh nói gì không? Anh nói gì? Anh nói không nghe vậy hả? Anh nói gì? Sao em đeo tai nghe?
Hả? Anh nói gì vậy? Nói tôi nghe ra. Tại vì em thấy lãng mạn quá, em nghe nhạc. Lãng mạn thì cái khúc lãng mạn nhất là anh đang nói là anh muốn hỏi để cưới em á. Hả? Ý là anh bỏ tay nghe đi. Hả? Ý là anh đang muốn hỏi em á. Ê! Đi, anh nói chuyện em mà. Thằng kia! Sao? Kết. Chuyện gì? Mày làm gì vậy? Mày làm gì? Mày đưa đây. Người ta đang thưởng thức âm nhạc. Mày vô duyên mà cắt ngang cái nguồn cảm hứng của người ta. Tụi đang nói chuyện tự nhiên đâu sao vô vậy? Mày nói chuyện với tao. Nè, Thắm đeo vô đi. Đeo nha, đeo kính lại. Để tình chửi nó. Lỡ lọt đôi tay, dơ đôi tay Thắm nha. Tại sao vậy hả? Tụi nói chuyện với mày ông. Nghĩ đi, mày ốm như vậy. Mày nghĩ làm sao mà quen với một con nhỏ mập như vậy? Liệu có hợp hay không? Hả? Vậy, anh nói tôi mập hả? Ủa Thảo ta nghe hả? Mới Thảo ra nghe luôn á. Ý nó là hai người cũng có hợp nhau á. Hiểu không? Hợp hiểu nhau không? Hay không là chuyện của tôi. Để tôi nói chuyện với Thắm. Mà anh đi đâu vậy? Tôi đi bắt rắn. Cái gì? Rắn. Bắt rắn hả? Ừ. À, cũng được quá ha. Anh Nghiệp, đi bắt rắn với tụi em không? Ôm lại kỷ niệm xưa. Ờ đúng rồi, đi bắt rắn. Tôi không bắt rắn. Bắt rắn, rắn vô cắn hả? Thì đúng rồi, rắn cắn mới vui. Cắn không á? Không, cắn tôi gì, cắn nó mới vô bệnh viện mới vui. Cắn ông vô bệnh viện á? Gặp chúng nó gặp y tá nhiều đẹp dễ thương. Vô duyên, tự nhiên ta đang nói chuyện Thắm tự nhiên đâu xuất hiện vậy? Đi vô bắt. Thôi đi ra chỗ khác đi. Đi bắt rắn nè. Có gì anh nói chuyện Thắm sao nha. Đi bắt rắn. Vô duyên. Đi bắt đi, có rắn cắn ông vô cho. Đi đi. Đi. Đây. Đi. Đi đâu? Thì đi bắt rắn, anh nói anh thích bắt rắn mà. Đi. Dạ má. Tôi sợ rắn hơn Nghiệp nữa. Mỗi lần gặp rắn là quần tôi không lúc nào khô luôn á. Trời trời, nghĩ sao rủ tôi đi bắt rắn được. Tôi biết mà. Bởi vậy, bữa nay có gan quá ha. Dám rủ người ta đi bắt rắn luôn. Có tại nha. Mà dù sao á thì cũng cảm ơn anh nha. Vì có anh á mà tôi được giải bay. Để bay, vậy trước ạ. Vì em là gái nhà lành, yêu em không được đâu. Em là gái nhà lành, ở rau. Sao chị yêu? Rồi nhận được lời tỏ tình rồi giờ suy nghĩ hay chị yêu? Rồi giờ chị quyết định sao chị yêu? Ê, sao em biết? À, chắc là chú Tình nói với em đúng không? Ông nội này thiệt đó, đúng cái nhiều chuyện. Thiệt ra nếu như mà nói không hối tiếc cái chuyện tình yêu với lại anh Nghiệp á là nói dối. Mấy ngày hôm nay á, tự nhiên anh Nghiệp về xong gặp ổng, giống như là cái mối tình đầu nó quay trở lại với chị Hai vậy đó. Vui lắm, nhưng mà cô không hiểu sao lúc mà ổng tỏ tình á là ổng cảm xúc gì trơn. Hai thật sự còn tình cảm với cái ông Nghiệp gì đó luôn hả? Thì ra hồi bữa giờ hai cứ nói là hai còn luyến tiếc một người ở trong lòng, vừa đẹp trai giàu có. Đừng nói em là ông nghe. Mà thôi, ông về rồi hả? À, chị tìm hiểu ông đi. Có cơ hội đó. Hay là tại vì ông Tình phá đám? Không phải anh Tình phá đám đâu, mà phải cảm ơn ổng á. Ổng nhờ ổng cứu Huy á là chị Hai cũng biết sao luôn. Ngại ơi là ngại, tự nhiên hẹn người ta ra xong cái tỏ tình mà lúc đó có một chút cảm xúc gì với ổng, chả hiểu luôn. Cho nên bây giờ hai mới phân vân nè. Ủa nhưng mà hả, hai thấy hả ông Tình sao? Thì mập mạp, dễ thương, cũng chân chất á. Mà có điều cái miệng của ổng ăn nó xà lơ quá à. Cho nên á, nhiều khi cũng thấy ghét. Mà thôi đi, mệt quá. Yêu đương làm gì, lỡ ế tới giờ này rồi cho ế luôn đi. Trời ơi, Thắm ơi, nhắc Nghiệp là có Nghiệp tới ghê chị yêu. Hai chị em ngồi ăn bữa hả? Anh ăn không? Thôi được rồi, hồi nãy anh đi ngoài đường anh thấy có cái chú kia bán khô mực ngon quá. Anh mua vô mình nướng mình lai ra chơi, mai anh về lại Mỹ rồi. Ủa, sao anh về bển sớm quá vậy? Giờ cận Tết rồi nữa lại ăn Tết luôn đi. Thì anh tính Tết này ở lại đây ăn Tết. Tính nói lại tình xưa với em mà em không chịu thì ở lại đây có ý nghĩa gì đâu. Tình xưa không có, có tình mới nè anh yêu. Nhỏ này. Thôi được rồi, anh chỉ thương chị em thôi à.
Hay là em giúp anh đi nướng con khô mực này đi, thì anh em mình lại đây chia tay. Nói nay chơi cái trò mà ngồi đếm cánh hoa yêu không yêu, yêu không yêu nha. Ê, con nghe nói là nay có người tả xung hữu đột, phòng ngừa được cái thế tấn công của địch đúng không? Nói vô vui, nói vô phải cười. Sao gì trời? Bởi vì tao nói nhiều khi á, một cái người đang quá đủ đầy trong tình yêu, đang quá hạnh phúc trong tình yêu, đâu có hiểu được một người bị tình yêu ruồng bỏ. Ê mà thất tình mà văn chương còn lai láng vậy là chắc nó không có đến nỗi đúng không? Là vẫn còn bình thường đúng không chú? Mà chú hỏi thiệt con à, cái này á không có giỡn nha. Trả lời thiệt cho chú nha. Thì thiệt. Con mà giỡn là chú quánh con á. Cái nào thiệt thiệt, cái nào giỡn giỡn, cái này là nay tâm trạng là trả lời thiệt. Cái này chú nói thiệt. Con có cảm giác là thấm thích chú không? Con biết sao không? Tại vì á, bữa đó anh hai anh hỏi á, là nếu mà đồng ý là ra riêng cưới nhau luôn, chú thì chú thấy là thấm gật đầu đồng ý, nhưng mà giống như là miễn cưỡng đó. Không có hiểu biết được là trong thâm tâm cổ là muốn hay là không nữa con. Bây giờ nói thì sao ta? Bây giờ nói thiệt đúng không? Nói thiệt đi. Nhưng mà một khi nói thiệt có tin không? Trời ơi, thì con nói thiệt chú phải tin chứ. Đừng giỡn, giỡn chú quánh. Chú nhớ cái bữa đó không? Từ cái hành động, ánh mắt nè, rồi mấy cái mắc cỡ, những cái điều bộ của chị Thắm á, là con đoán chắc là chị Thắm cũng thích chú luôn. Có. Con nói thiệt không? Cái này là con nói thiệt. Con nhìn con thấy là, nói chung là phải có thích, có thương, nó mới có cái sự tương tác như vậy. Chú thấy bữa cũng mắc cỡ lắm. Chứ không lẽ bây giờ nhìn nó thích cái con gái, em cũng thích, là không có được. Với lại là bữa không có bị cái con mẹ kia vô, là coi như gật đầu cái rập rồi ha, tại mẹ kia hết. Với lại chị Thắm cũng từ chối ông kia rồi. Trời ơi, từ chối ông kia, từ chối ông kia đâu phải vì thương chú đâu. Chẳng qua là giống như là lấy chú ra làm cái lá chắn để mà có cớ để từ chối người ta thôi. Cái gì mà suy nghĩ nhiều vậy trời. Nhưng mà suy đi gẫm lại chú thấy vậy, đôi khi á, cái người mình thương không cần phải thương lại mình đâu. Chỉ cần á, là mình có một cái gì đó giúp ích được cho cô ta, đó chẳng hạn như là làm lá chắn để bảo vệ cô ta là được rồi. Với lại vì cái chuyện đó thì chú mới thấy một điều là trong mắt cô Thắm ít nhất chú cũng có một cái giá trị nào đó, đúng không? Cũng đúng. Ê mà con thấy sao ngộ nha, ai mà bước vào trong tình yêu rồi cái kiểu như là khờ khờ khùng khùng vậy đó chú. Không, cái đó là đúng. Thiệt hả? Đúng. Tại vì vì yêu người ta có thể bất chấp tất cả mà, đúng không? Nhưng mà nó cũng phải tùy trường hợp chứ. Chơi không, yêu là không có tiền trường hợp con. Ê mà bây giờ mình quay trở lại cái chuyện của ông Nghiệp á nha. Bây giờ con cũng nói thiệt luôn, không có giỡn nữa. Con thấy là chị Thắm không thích ông Nghiệp. Tại sao con nói vậy, nói cho chú nghe nè. Không có một cái người con gái nào đi chơi với cái người mà mình thích á mà đeo cái tai phone vô lỗ tai, nó bị vô duyên á chú. Ê nè con, từ nãy đang tâm sự nha, chú đang trải lòng với con á. Con nghĩ sao con kêu Thắm của chú vô duyên? Nè, chú nói con nghe nha, cho dù có là gia đình nhưng không được đụng chạm tới người yêu của chú. Trời ơi, không ai dám đụng tới Thắm. Hồi nãy mới nói vô duyên á. Không ai dám đụng một cái cọng tóc, cũng dám đụng tới chị Thắm nữa, được chưa? Ý ở đây là con đang diễn tả cho chú thấy cái chi tiết á, là nếu mà chị Thắm thích ổng, là chị Thắm đi chơi sẽ vui vẻ, tập trung về ổng hết, chứ đâu có đeo cái tai phone chi mà cho nó có cái sự quan tâm, đúng không? Cái này là đi cho có. Chứ mà đeo tai phone đâu ai đi người yêu mà đeo tai phone. Nên con khẳng định với chú là hoàn toàn yên tâm, không có cái chuyện mà chị Thắm thích ông Nghiệp ở đây. Cái con nói thiệt hả? Thiệt. Trời, bà mai giao thừa rồi mình làm như cũ luôn hả? Trời, phải làm chứ con. Ê hả, không ấy mình tận dụng cái ngày giao thừa ngày mai á, mình dứt luôn. Dứt là dứt là dứt gì? Mình đẩy thuyền luôn, mình chơi tới bến luôn. À, nào tỏ tình luôn hả?
ơi, đêm giao thừa mà tỏ tình mà được đồng ý một cái là nguyên một năm chú vui cả năm. Chú vui suốt đời luôn. Ê, trời ơi, con phụ chú. Cảm ơn nha. Rồi, nói chuyện con giải tỏa liền á. Ngày mai anh đi rồi, hai chị em á, bữa nay giết anh luôn. Đô bất tử, đô truyền thiết. Thôi uống bữa đi tâm sự. Không say là không về nha. Ờ. Cái khô mà thì ngon á chị ơi. Vô, mời hai chị em ha. Vô. Vô. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Trời ơi, gì chưa năm mới mà chúc mừng gì bà. Ủa má ơi, ngọt quá. Cái rượu gì mà ngọt nhai vậy ha. Ủa, sao nó uống? Uống đi chứ. Hai chị em uống đi rồi còn nhiêu anh uống. Uống đi. Dữ dằn không? Còn nhiêu uống luôn kìa. Uống đi. Uống đi, hai đứa uống. Trời ơi, rượu ngon phải cướp bạn hiền. Thôi bây giờ nè, chúc anh về bển á, vui vẻ. Rồi năm sau dặn cái về ăn Tết nữa nha. Còn anh em chúc anh nè. Bà ơi bà, uống mấy cục ly à. Em chúc anh về bên kia bớt nghiệp nha. Vô. 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 Mày mới uống cái mấy ly rồi mày xỉu rồi hả? Thì vô thắm, vô, vô. Anh uống đi. Uống uống, uống anh đi em. Chạy coi. Chia tay mai anh đi rồi. Vô vô em. Cái này là do em chọn đúng không? Em làm như tôi không biết. Hôm qua em đem tới nghe hả? Em chê thằng này nghèo hả? Để hôm nay tôi cho em biết thế nào nghèo. Tôi tưởng là anh về đây anh vì tôi, anh vì còn tình cảm với tôi. Đằng này á, anh chỉ là một tên lừa đảo thôi à. Nãy giờ em không có xỉn hả? Em đánh anh hả? Không. Tao là người đánh mày đó. Mày tức không? Có. Nè, tao cột tay mày lại rồi, mày làm gì tao? Làm gì? Mày hả? Chứ không phải đánh hả mày? Quên cột tao có thua thằng như mày hả? Hả? Mày không phải đánh tao hả? Thằng kia. Mày hả? Ủa nè. Nè, mày chấm tao hai tay. Ơi, cái gì vậy? Mày chết tao lắm rồi tên tao. Mày chết mày. Buông ra. Nè. Buông ra. Quay. Thôi. Mày chết. Cái gì vậy? Mày phải chết. Mày chết. Mày chết. Chấm rồi tên tao hả? Mày chết. Đồ. Ủa. Ê, tụi mày có mắt gì hả? Ủa chú. Bên xí cổ tao xém chết luôn rồi đó. Hả? Còn nóng quá chú, còn nóng quá. Còn đây quá cái thằng khốn nạn này nè. Cái gì nữa? Ủa là sao? Nè, mọi người bị gì vậy? Hắn ta lừa tình tôi, còn mọi người bị lừa cái gì? Nó lừa tiền, nó kêu tôi đầu tư vô cái tiền ảo gì đó. Bây giờ máu tôi bán miếng đất, tôi đưa tiền cho nó hết trơn rồi. Bao nhiêu tiền dành dụm của tôi đưa cho nó hết luôn rồi. Trời ơi, không ngờ tụi bay luôn á, thiệt á. Nhậu với tao xin hùng một dĩa mồi thôi. Tụi bay không dám hùng, tụi bay tiết kiệm. Trong khi nó là người ngoài, tụi bay bán hết nhà cửa đưa tiền cho nó. Trời ơi, đúng là khốn nhà dạ chợ. Bây giờ tao nói, tham thì thăm mà. Thằng khốn này. Hả? Mày lừa tao. Buông ra. Mày lừa tao. Buông ra. Bình tĩnh lên, bình tĩnh lên. Cái gì vậy? Cái gì? Mày lừa cái gì? Nó lừa tôi. Lừa cái gì nữa? Nó lừa bà có bầu hả? Không, phải chi nó lừa tôi có bầu thì tôi đâu có nói. Trời đất ơi, trời đất ơi. Má này cũng xí mứng mà thiệt á, nghĩ xong lừa có bầu đỡ tức. Bà lừa cái gì nữa? Bây giờ lừa nó, cái gì? Nó lừa tiền ảo mà tiền thật mất rồi mà giờ tôi thấy ảo quá. Nó lừa cả xóm tôi. Trời ơi, mày quá trời mày... Nghiệp ơi. Mày quá trời rồi. Nguyên một xóm mà mày lừa hết luôn. Ê, tính ra mày có năng khiếu á Nghiệp. Nè, tao hỏi mày nè. Trong cái xóm này còn ai mày chưa lừa không? Còn. Hả? Còn sáu tôi chưa lừa. Trời đất ơi. Cái gì? Mày định lừa ba tao lừa mày? Ông Sáu là ông dễ lừa nhất mà mày không lừa ổng mà. Tại sao vậy? Tao tính một xíu nữa tao lừa ổng luôn á. Trời ơi. Trời ơi là trời. Anh Nghiệp, ngày xưa đâu có như vậy đâu. Tại sao bây giờ anh trở thành một con người như vậy? Cũng vì cô thôi. Cô chê tôi nghèo.
Thôi được rồi, cái thằng này là cái thằng gọi là không thích làm mà thích có ăn. Mấy cái loại này phải loại trừ ra khỏi xã hội luôn. Đồng hiểu chưa? Mấy đứa hiểu chưa? Rồi bây giờ nè, dắt nó vô ăn cơm. Ủa? Bữa cơm cuối cùng. Không phải, dắt nó vô ăn. Dắt nó vô tắm. Đúng rồi, tắm và bắn nó đi chú. Cái gì? Không phải tắm, không phải. Đâu? Dắt nó vô toilet. Không, vô toilet làm gì ta? Không vô toilet làm gì? Dắt nó vô xả dao. Trời ơi. Dắt nó vô dao xả. Dắt lên xả. Đúng rồi, lên xả. Đi đưa lên xả đi. Thôi nhưng mà khoan đi. Tết nhất mà bây giờ cho người ta ăn Tết đi rồi làm gì làm chứ. Đúng rồi, tôi khoan hồng cho tao chút xíu đi. Ủa mày thương người quá. Mày thương một cái đứa mới lừa mày á. Nó lừa hết luôn á. Được rồi, nhà, này dắt nó về nhà đi. Đi về, con đang đợi cho nó đi. Dắt về nhà đi rồi tự lo cho nó luôn nha. Thôi đi cha. Tưởng bỏ hả? Hả? Đem nó lên đường. Đúng rồi chiều. Đưa lên đồn xong mình về mình nhậu mình đón vô thừa ăn Tết tiếp. Gần tới năm mới rồi mà con nhỏ em tôi sao nó khùng dữ vậy trời. Mày tỉnh chạy coi. Đưa lên phường, đưa lên xã, đi. Đưa lên xã nhanh. Đi. Mày hả mày? Quá trời mày hả? Đưa lên lừa tao hả? Ngồi chơi say hạt dưa than tình duyên em ế. Mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khế trên cây có bao nhiêu trái cũng ế như em mấy năm nay. Gần 30 mùa xuân em mình ên ngó Tết. Với tận nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không. Có xe, có nhà, có đô la. Tết sang xuân về chưa ai hôn. Nè, xong hết chưa? Bây giờ con ra con kéo điều cái là nhào vô liền. Nghe, cái đàng hoàng đi, mai mốt mày ra MV làm sao? Ê, nó nghe nè. Cái vụ gì? Đấy, nó nghe. Cái vụ gì? Trời ơi, đang canh bấm chân đi đâu vậy? Nè. Ma đâu người. Làm cái gì mà ra như ma vậy cha? Nấu bánh chưng hả? Tắm đi tắm chưa? Cái gì vậy trời? Tắm rồi. Tắm rồi á, chuẩn bị để đón năm mới nè. Hỏi câu gì có duyên hơn được không? Tình có cái chuyện này mà thật sự tình giấu kín cũng hàng chục năm qua rồi. Tình chôn giấu. Đừng nói nữa. Mình giấu kín rồi á, mình chôn luôn đi. Mình đừng đào lên lại, hiểu không? Không được, khúc này phải đào lên, bây giờ chịu không nổi rồi, bây giờ phải đào lên nói rồi luôn nè. Thôi chôn luôn đi. Thôi không, đừng chôn. Ủa sao ép chôn được, bây giờ muốn nói rồi. Hứng nói lắm rồi, bây giờ Thắm. Nói đi Thắm. Thật sự là tình để ý Thắm nhiều lắm. Tình muốn nói là tình yêu tổ quốc. Tình yêu đồng bào, đồng giáo, yêu đồng nội, yêu lắm Việt Nam ơi, yêu tình yêu Thắm. Tình yêu Thắm hả? Nói gì? Nói gì mà chưa nghe được không? Tôi yêu bà. Anh yêu em tất cả. Trời ơi. Cái gì vậy em? Có sao Thắm vậy? Ủa sao vậy? Thắm có đồng ý không Thắm? Đồng ý. Sao mà đông quá vậy? Thôi giải tán về ngủ nha. Không. Làm gì vậy? Quỳ. Ủa, thấy hả? Thấy biết mà còn hỏi nữa. Quỳ nè, nói Thắm một câu nè. Thắm phải đồng ý. Phải đồng ý. Không đồng ý, tôi ngủ ngoài này luôn. Thì sân của anh muốn ngủ đâu cũng được. Trời ơi, sao lại như vậy? Trời ơi, chị yêu ơi, người ta đợi chị yêu mấy chục năm nay rồi. Bây giờ người ta dùng hết sức bình sinh ra để tỏ tình với chị yêu. Chị yêu chốt đi chị yêu. Chốt đi. Chốt đi, chốt đi. Đồng ý đi, chốt đi.
Em không. Em đồng quan điểm. Cái gì? Em đồng ý kiến. Còn cái gì vậy là trời? Cái gì hả? Ý em là em đồng thông quan quẩn. Ủa cái bệnh này bị lây hả ta? Em đồng tính. Tôi là ta, đồng tính là tôi nè. Ý em là em đồng ý. Xỉu. Không, chúng ta không xỉu luôn, muốn vợ. Không xỉu được. Rồi thôi, chúc mừng. Vậy là tốt quá rồi. Đó, vậy cho nhập tiệc đó. Vô. Trời ơi, ông có vợ cái ông hết cái bệnh gói lộn con mũi luôn. Rồi coi như là đã là thành công rồi nha. Thành công rồi. Yeah. Cảm ơn con. Dạ. Rồi bây giờ mình làm cái gì sớm sớm để mình chúc mừng hạnh phúc của chú với chị Thắm đi. Ê, đúng rồi. Phải gọi là thím chứ. À, chú thím. Dạ, vô. Khoan, cả nhà. Cho con nhập tiệc chung với. Quá trẻ quá vậy. Trời ơi. Rồi, để tôi lấy cái ghế cho. Trời đất ơi, có bộ mà không nè, phải không? Trời ơi, đúng rồi đó, gì hỏi làm sao quê nữa. Bữa nay á, là bạn của tụi con luôn rồi đó. Dạ. Anh hai. Anh hai, bữa nay là bạn của tụi em luôn rồi đó. Rồi thôi vậy ngồi luôn. Trời ơi, gia đình không à, ngồi đi. Đó. Dạ. Nè, người đi cũng... nè. Uống đi. Dạ. Bữa không có bầu nhậu dữ lắm nè trời. Chú, người cùng cảnh ngộ với con. Ê, cái gì? Ba đứa tụi mình đã lấy được tiền rồi. Ừ. Ở nào ấy? Tôi đang giữ mai tôi đưa. Mày lặt lòng ngờ đi chứ quỷ. Con cũng dính vô ba cái tiền ảo đó nữa hả? Mày lấy được tiền à? Không có chửi, tên cho không chửi nha. Không chửi nha. Nhưng mà cái này là rút kinh nghiệm cho con đó, nghe chưa? Đi rồi, tết nhất. Trời ơi. Ngồi vô nhập tiền đi. Rồi. Bây giờ mình là 2, 4, 6, đầy đủ rồi đúng không? Đợi con 2 phút. Gì nữa vậy? Vậy rồi. Alo. À. Rồi. Đợi lẹ nha. Làm ngồi gì nữa vậy trời? 2 phút. Lẹ đi, sắp cho người lẹ quá vậy trời, đàn ông gì mà lẹ quá vậy trời, 2 phút mà. Trời ơi, ăn đi. Trời ơi. Trời đất ơi, cưng quá vậy con gái. Trời ơi. Rồi, con chào ông nội đi. Rồi, chào mấy cô chú đây nè. Dở rồi, đây ngồi, người kế ông nội đây con. Trời ơi. Dạ, con chào bác, con chào cả nhà. Trời ơi, chào chị. Tình ngồi đây con, ngồi luôn đi. Ngồi đây. Cái ông nè. Con, dì nè, dì nha. Dì chứ không có chú nha, dì. Dạy hư đứa nhỏ nha. Xích qua ông nội đi. Xích qua đây. Vậy là đông đủ rồi ha. Thôi vô nhập tiệc nè. Vô đi nhưng mà khoan đi. Hả? Tới nữa gì á. Bữa nay là kêu bằng con chơi lớn luôn chú. Đừng nói dắt bồ vô nha. Con điên quá. Ôi tôi trói chặt trái tim của tôi với mấy người rồi. Thôi đi. Mày mà nó dắt nhỏ nào vô xỉu liền tại chỗ. Tên. Vô đây. Ôi chạy coi. Chạy. Trời ơi. Nổ. Trời ơi, tôi không phải là tôi cảm tử đâu mấy bà ơi. Trời ơi, ai mà ôm bơm mình nổi chết hết trơn. Pháo hoa cho nó sơm tụ, pháo hoa. Khoan. Sao vậy, còn 3 giây nữa. Chuẩn bị đếm ngược nha. 3, 2, 1. Nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không.